bát chấm riệp xu bom on prey yêu mất chỉ tì sờ lạnh ngày ní dương miền video mùi về hai thà tẹt tông tận nâng hôm nay ao vực cả nơi lơ phèn đầy ní dương dương đi tài mặt đòn cứ phục bom on và chạm cả vài dương ní miền phục tràn nè bom on miền đào tài rộp rồi và rộp rồi phục bên tai kia rộp thập phục thông thông nó miền phẩm bảy chẳng hạn bom on ai phèn đầy ní cứ chỉ phục tị bảy bập on ព្រះអាទិត្យនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យហៅគប់ទី3ហើយគប់ត្រូវបានគេរកឃើញច្រើនណាស់បាទថ្មីថ្មីនេះយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយគឺចង់និយាយអំពីហៅថាអង្គការ ឲ្យក្រុមហ៊ុនLockheed Martin và chia vị sai cả phía chiếc ở bà xã rốt ảm rích nơi trong khai cả đá ní vì chứ năm phía bòn mà phải bày bà ban ai cập hiếp nìa chứa rơ do cọng phân phần lật xâm phía vật đó là bay lập bàn nụ cư Lockheed Martin ao thật tua bần tốc phần lật dân ao bà cá bầm vẹt mà xin rục kẹt chùm rung lục bươn đau tham một bộ nội kìa đại biểu sang lễ hai than nuclear thermal rocket engine ba thân nặng cầm hôn môi tiết cử BWX technology nâng khai tờ trên nhận khuất cung mà sin reactor nâng ân tận nhận chẳng được bom ôn ban đập bỏ được miền thái cứ thác cầm hôn pi tờ ban ông canada ba procul xuất ao tờ cầm hôn lọc mặt tính nâng BWX và tựa bình tục này ao cả nâng propon đặc trình chun thông mây kháng lớn đi miền chung mô tha đặc Draco Draco một biệt tha demonstration rocket for agile cislunar đai sẽ thất khăn nông cô đau chấm bòn bằng phót khăn nông cát đặc trình chun tùm nâng nâng mà nút tự cánh bạch chán nâng phục bạch ổng kia hai ông ca na già miền cất đây rung phân của cụ thả nơi cho năm phí bọn mà phây bầm phân kháng mốc đi và trái bị chia đa sẽ thật khăn nông cùng rôn ca đi nâng lịch nơi rụp riêng chạy này chồng phố và trái bị chia chồng rung lập bươn đào thăm một bộ nơi kể é rưu kì hai cắt thả ân thị phi đôi thằng lơ đi miền quân lập hiếp quân sống bắt cuối có sống qua môi chồng luôn tại lơ phi mà xin được cắt thoa mặt đà tí mùi vì á chồng rung oi diên ao bậc ca vừa đầm na nông ti ao bậc ca bàn căn tại chừng ấy nâng rõ ha lươn chiêng rộc cài thòm đá pi từ cảm đòn ấy nọ ti pi vì ai ao diên ao bậc ca so chuẩn lọt tuần nề chiêng ca pra rộc cài kim mi xem xem tiếp tại tây ca cần lanh thông sầm rập stop lên anh tận nhẹ ba đội bóng ông đăng hai tha diên thầm mây đã vừa đòi lọc mặt tin đi cứ tha vô rằng na ao pro sao chiêng mụn kì hai thạc vừa bắt chậm bắn mặt tiếp ao phổ sao chiêng môn, ao miền lộc bươn chiêng môn, ao rút lươn chiêng môn, hao sao cần lánh stock train thông chiêng môn tiệt và đi cứ chia cầm hôn robot sao rót ám rích đại ông canada liền đăng hai thả ông canada chỉ tiếp nhận như vậy chạy với chia ao cả cỏ xuống cà phê chít robot sao rót ám rích và miền lộc như thống nè hao có lo mơ bị phục lộ như này đại bần thèm pi khang lớn đi việc của a chia chủng rất bần thèm vì lưu cầm nứt nơi bật chạy vị trí bì môn cả bình chung riêng tới phục ông kia hỏi mình ai bỏ tờ lọc một phản đầy vĩnh bàn nút phòng đài rút cả bà riêng áo vật cả bóng vẹn rốt kết nơi kê ea nâng nghi sư rùl áo krom áo vật cả riêng nứt bình chia riêng áo bỏ tờ lọc một phản đầy vĩnh giang chạp ra hạt trên cả rụng phân tục cầm nứt đôi đẹp bàn trời riêng rộp tiếng ổn hỏi nâng ai áo NTP lai chia một số bài đó là trên kê bằng phót sầm rập sầm bầm ra cả thưa đầm na tới cán phục đại ông kia, rùa vía con đường chui cắt bẩn thoi hà nội thầy,
ឲ្យក្រុមអវកាសយានិកក្នុងការប្រឈមមុខចំពោះធាតវិទ្យុស្កាំដ៏កំណាតអំឡុងពេលពួកគេធ្វើដំណើរទៅទីអវកាសដ៏វែងឆ្ងាយនោះផងដែរបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថាក្រុមហ៊ុនឡុកម៉ាទីនថ្មីនេះគឺថាភាសាជាមួយច្រើនណាស់បាទគឺថាយានដែលអាចបាញ់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញក្នុងផែនដីយកមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតបាន ធម្មតាទេបងប្អូនចែកវិជាគេទំនើបពីមុនបាញ់ឲ្យចោលបាញ់ឲ្យចោលឥឡូវអត់ទេគឺយកមកប្រើប្រាស់វិញបានទៀតបើតាមក្រុមជំនាញ NASA និងដៃគូប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា NTP នឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីដុតកម្ដៅអ៊ីដ្រូសែនរីវឲ្យទៅដល់កម្រិតកម្ដៅខ្ពស់យ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតឧស្ម័ននោះនឹងត្រូវបង្ហូរចូលទៅផ្នែកក្បាលរបស់ម៉ាស៊ីន ហើយនឹងបង្កើតឲ្យមានកម្លាំងរុញច្រានយានអវកាសដ៏ខ្លាំងក្លាដោយឡែកប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពរបស់នាវាអវកាសនេះត្រូវគេគិតគូរដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវសវត្ថិភាពនិងការជឿជាក់ទុកចិត្តខ្ពស់ជាទីបំផុតបាទទីបំផុតទៅគឺ NASA បានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅឲ្យ Lockheed Martin នេះហើយបងប្អូនគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត ហៅ ថា សំពីវត្តដល់លបីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាយន្តហោះមិចបណ្ដាញលោកបាទីនេះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺលោកបាទីនបានទទួលដេញថ្លៃផលិតបាទម៉ាស៊ីនរ៉ុកកែតដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីឲ្យអង្គការ NASA បង្ហោះសម្រាប់ជញ្ជូនអាកាសយានិកបាទហើយផលិតស្តុកប្រេងឥន្ធនៈឲ្យកាន់តែធំជាងមុនដើម្បីស្រួល ជាចុះចតនៅក្រៅផែនដីស្រួលដឹកអាកាសយានិកទៅភពព្រះច័ន្ទភពព្រះអង្គារបាទនៅផែនដី